Xin kính chào quý vị và các bạn, lại tiếp tục chia sẻ cho anh em một trong những cái lô đất tiếp theo mà chúng tôi vừa mới nhận được cái thông tin về cái lô đất này với cái giá thành siêu rẻ, và chúng ta sẽ đến với cái lô đất đó để xem lô đất này nó nằm ở vị trí nào và nó ra sao trong cái vấn đề về pháp lý, đúng không ạ? Theo tôi được biết thì lô đất này nằm ở trung tâm của dự án Danco của Thái Nguyên, Đồng Hỷ Thái Nguyên. Thì hiện tại chúng tôi đang trên đường đến cái lô đất đó. Thì trên cái trục đường đến ấy, thì quý vị thấy tất cả các cái biển băng rôn, rồi thì các cái khẩu hiệu của Danco người ta treo ở trên các cái dọc đường, trên các cái cây cột điện này khá là nhiều. Quý vị có thể nhìn thấy ngay, đúng không ạ? Đấy, trên cái cột điện bên kia kìa, có chữ Danco. Mà chắc chắn rằng là những người Thái Nguyên là gần như 100% biết về Danco, biết về cái dự án của Danco. Và có lẽ rằng là những người ở ngoài tỉnh thì cũng đã biết về Danco khá là nhiều. Đấy, một cái dự án trọng điểm đầu tiên của Thái Nguyên thì là mạnh mẽ nhất và hoành tráng nhất, đẹp nhất, đó chính là cái dự án của Danco. Có những cái thời điểm mà đã mời cả được những cái vị mà đi thi người mẫu về đây để tổ chức một cái sự kiện thi người mẫu ở tại Danco, rồi thì rất nhiều các cái sự kiện khác như là hội chợ hay là các cái chương trình của Danco tổ chức để mà tri ân khách hàng khá là ok, mà mọi người cũng đã thấy được rằng là cái sự hoành tráng của Danco. Trên cái trục đường mà chúng tôi đang đi thì chia sẻ cho quý vị, đường này thì người ta vẫn thường gọi đó là đi chùa hang. Đấy, rồi thì đường này là một trong những cái đường mà kinh doanh buôn bán, như quý vị nhìn thấy ở đây cũng rất là ok, tuyệt vời, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đến với cái dự án này thì tôi sẽ chia sẻ sâu sâu hơn cho quý vị cái dự án của Danco. Danco là một trong những dự án đầu tiên về Thái Nguyên, và đặt chân trên đất Thái Nguyên đó là ở trên huyện Đồng Hỷ. Và bây giờ thì cái huyện Đồng Hỷ này thì cái phần đất của Danco cũng đã chuyển về thành phố Thái Nguyên rồi, nó nằm thuộc vào thành phố Thái Nguyên chứ không thuộc về huyện Đồng Hỷ nữa. Thì ở đây chúng ta bắt đầu bước chân nhìn thấy cổng của Danco thì có 8 con ngựa bát mã, chúng ta đã thấy rồi, đúng không ạ? Rồi thì cánh gà của cái cổng này thì những cái tòa nhà shop house xây dựng tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi vào trong để chúng ta thấy được rằng là Danco nó hoành tráng như thế nào và Danco nó ra sao. Một số các cái video trước thì cái mảnh đất này chưa có bán thì chúng tôi cũng đã review cho quý vị xem về Danco đôi chút rồi. Thế nhưng mà Danco ở đây thì nó rộng mênh mông. Nói đến Danco thì anh em khi bước chân vào đến cửa ngõ của cái cổng Danco, anh em sẽ nhìn thấy những cái tòa nhà đẹp mỹ mãn, đúng không ạ? Nó không khác gì một trong những cái biệt thự hay biệt phủ, đúng không ạ? Và những người ta đã đến đây, người ta sinh sống, người ta ở đây và người ta kinh doanh ở đây cũng đã có. Thế thì chúng ta thấy được rằng là khi bước chân vào đến đây thì chúng ta thấy cái độ hoành tráng, độ đẹp, độ xa hoa ở đây, đúng không ạ? Cứ đến thứ bảy chủ nhật là ở Danco người ta tổ chức những cái sự kiện như là phun nước, rồi thì ca nhạc, rồi thì mở những cái tiệc gọi là tiệc ngoài trời, tiệc gọi là tiệc đường phố, rất là hay. Có những cái thời điểm mà Danco cũng tổ chức là ca múa nhạc, rồi thì các cái ca sĩ nổi tiếng về đây, rồi thì tổ chức có những buổi du thuyền, rồi thì tham quan những cái khu gọi là xây dựng của Danco rất là đẹp. Chúng ta vào đây chúng ta thấy là một sự hoành tráng, đúng không ạ? Và cái mảnh đất mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị nó nằm trên cái trục đường này, mà nó nằm ở trung tâm luôn. Và hiện tại bây giờ cái giá của mảnh đất này nó rẻ, siêu siêu rẻ. Thời điểm đỉnh điểm của nó lên tới là gì? Lên tới là ngoài 4 tỷ. Không bán. Nó nằm trên trục đường chính này luôn. Nó nằm ở gần như là phải nói là trung tâm của Danco. Từ ngoài cổng vào chúng ta đã thấy rồi, đúng không ạ? Đấy. Và đến bây giờ chúng ta lại thấy tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nữa là bên trong này mới là bên gọi là hoành tái trả. Đấy. Những cái khu vực
đài phun nước, gọi là nhạc nước ấy. Rồi thì những cái khu vực mà quảng trường, những cái khu vực mà sống theo kiểu châu Âu, gọi là cái gì, gọi là cà phê đường phố, rồi thì những cái khu công viên, những cái khu mà người ta gọi là đi bộ, tuyệt vời lắm, thật sự với quý vị là như vậy. Trên cái trục đường vào thì chúng ta thấy rồi, vỉa hè thì trồng cây xanh, rồi thì đường điện ngầm, rồi thì có những cái tượng nữ thần tự do, đúng không ạ, rất là nhiều. Và mảnh đất đó nằm ở vị trí này, chia sẻ cho quý vị là nằm ở đúng cái trục đường này, và mảnh đất đó nó đang nằm ở đây, tức là ngoảnh về hướng nam đây, mảnh đất đó nằm ở đây đấy, anh em thấy chưa, đây mảnh đất nằm ở đây, chính là ở đây luôn. Thế thì mảnh đất này nó tổng diện tích của nó là 96 mét và mặt tiền của nó là 6 mét đấy, 6 mét tổng của nó là 96 mét. Và ở đây thì chúng ta thấy rồi, đúng không ạ, sẽ là những cái vấn đề về xây dựng, là xây dựng tự do. Hai nữa là cái điểm này ấy, là chia sẻ cho quý vị là cái mảnh đất này là mảnh đất mà đã vào hết tiền rồi, vào 100% tiền rồi, chỉ tức là vừa mới vào đủ 100% tiền, còn khoảng độ đâu đó 1-2 tháng nữa là nó sẽ ra bìa thôi. Cho nên là chia sẻ cho anh em như vậy để cho anh em làm được. Cho nên là đối với dự án Danco ấy, thì quý vị không cần phải nghe tôi trình bày quá nhiều, mà quý vị có thể đã nghe đâu đó người ta đã giới thiệu về Danco rất nhiều rồi, còn hay hơn gấp tỷ lần tôi giới thiệu. Tôi chỉ giới thiệu ở một góc độ gọi là biết đến đâu nói đến đấy thôi, chứ không phải là một cái trình tự bài bản theo một kịch bản để giới thiệu. Cho nên là có lẽ tôi giới thiệu nó sẽ không hay bằng. Thế nhưng mà cái gì thực tế thì nó vẫn là thực tế, còn cái gì không thực tế thì nó vẫn là không là thực tế. Mảnh đất này thì chia sẻ cho quý vị là hiện tại bây giờ đang giao bán với một cái giá thành chỉ có 3 tỷ. 3 tỷ chúng ta được một cái mảnh đất nằm ở cái trục chính ở Danco và nằm ở trung tâm của Danco, đúng không ạ? Nó đẹp đến nỗi mà mê hồn. Những người có tiền thì không nên bỏ qua những cơ hội này, bởi vì rất ít khi chúng ta có thể tìm thấy được một mảnh đất đẹp mà giá rẻ như vậy. Nếu như bình thường mảnh đất này có thể 4 tỷ, đúng không ạ, hoặc là hơn 4 tỷ. Nhưng đến bây giờ thì sao? Đến bây giờ cần tiền kinh doanh buôn bán, cần tiền người ta làm cái lọ, làm cái kia, người ta cần tiền người ta mới bán cái giá rẻ như vậy. Cho nên là thị trường bắt đáy về bất động sản là người ta tìm được những cái lô đất như thế này người ta đầu tư, tìm được những cái lô đất như thế này để người ta đưa tiền vào để người ta lấy được cái lợi nhuận ra rất là lớn, đúng không ạ? Cho nên là đấy là cái cơ hội của người khác, mất cơ hội của người này thì được cơ hội của người khác. Cho nên là đây là một cái lý do rất là quan trọng mà hôm nay lần đầu tiên tôi chia sẻ cho quý vị một cái mảnh đất giá hấp dẫn đến như vậy. Còn anh em có thể là trả giá bao nhiêu thì anh em gặp chủ và anh em đàm phán với chủ, biết đâu đó người ta lại giảm cho anh em thêm 50 triệu, 10 triệu hay là có thể lên tới cả 100 triệu, đúng không ạ? Đó là những cái việc mà chúng tôi muốn nói với quý vị. Còn cái giá trị ở khu vực này chắc chắn anh em đã biết giá trị của nó thì bao la, rộng lớn, và giá trị ở đây thì nó là tuyệt đỉnh, phải nói luôn là tuyệt đỉnh. Đấy. Và cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi những cái video của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ như thế này là cũng để anh em nắm được cái cơ hội, đúng không ạ? Cảm ơn anh em rất là nhiều.